sữa đấy. Mà kéo ra. Mới bao tay anh. May đóng quả đàn bò nhá. Đàn bò thiếu cái. Ừ. Thiếu cái à? Hỏi bò thiếu à? Mẹ đi vắng. Vừa ấy mưa xong nên là gió là cơn to. Đem con này đi thả. Con này 4 mét à Hùng? 38. 38, nhìn nó to thế nhở? Diều bẹn này. Con này dây được con kia dây cái nhỉ? Dây xanh ở dưới cái. Được rồi đấy. Đấy, cẩn thận. Ấy, từ từ, không lại gãy mà. Rơi đen. Chạy từ đây. Đây thôi, đây là lên rồi. Lên, gió này lên. Anh em nhìn nhá. Nghe cái tiếng của nó xem. Mấy gió cực kỳ to luôn. Gió nó về bên nào nhỉ? Từ từ nhá. Từ từ ăn nhá. Rồi. Chạy đi. Gì các ông để tôi cầm một mình thế này. Ra dây số đây anh Nghĩa kìa. Nghe lúc nó đi lên nghe. Đấy. Nghe ê à ê à. Nặng rồi, nặng rồi sữa đấy. Nó kéo. Ủa nó lên rồi. Tay 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 tay. Dưới bao tay anh mở đây ra. Lip. Chính xác là tầm này gió trên đường hỏi. Thôi hôm nay hòa âm gì. Lên nha. Không giữ được đâu, bay người đấy. Không giữ được đâu. Úi xui. Buồn ở đâu anh ơi. Ôm đi buồn. À, các bạn nhìn thấy chưa? Có 3m8 thôi mà hôm nay gió to nó kéo cho. Các bạn nghe tiếng bò kêu chưa? Con bò này thiếu mất con sáo bố nên là nghe nó không to. Con quả Batman đen này nhìn trông chất 38. Diều bẹn nha các bạn. Rồi đang co về bên đấy. Úi dồi, kéo quả này thì thôi, xác định luôn đấy. Hôm nay mà gió to là kéo về là hơi vất vả đấy. Không. Máy chiều nay mình sẽ mặc cái quần này, không mặc quần của mình. Kéo tụt quần đấy chứ đùa. Không buộc được ở đấy đâu. Buộc ở đâu? Đây một cây này. Được không? Đấy, không sao. Không cứ để tạm đây thôi. Đứng im luôn. Đứng im luôn. Gió này thả mới sướng này. Đấy các bạn thấy Batman đen nắp bò nha. Hay đúng không? Video sau sẽ thả con Batman xanh cho các bạn nhé. Ok. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại trong video sau.